À, nếu mà sống với một người mà không có ý chí, mà chìm ngập, mình phải chìm ngập theo, là mình làm sao có đủ nghị lực để mình vươn lên. Cho nên tôi luôn luôn là người có rất nhiều năng lượng và rất nhiều điều tích cực để chiêu cảm những điều tốt đẹp. À, còn nhiều người á, thì khi mà khó khăn á, thì cứ cảm thấy là phải chìm ngập và kéo luôn những người xung quanh chìm theo mình, thì là chết chìm cùng sau. Cho nên phải cố gắng cổ vũ tinh thần để mà mình sống, để mà mình phấn đấu, để mình vượt qua. Cho nên là thật sự ra mà nói, cái tinh thần, cái ý chí sống đó, nó rất là quan trọng. Cho nên đừng có bao giờ tự giết mình trước khi cái sự việc không tốt nó đến với mình. Cho nên có những người dễ bị sụp đổ, dễ bị chới với trong hoàn cảnh nào đó, nhưng mình phải tìm giải pháp. Cho nên đó là cái điều mà tôi là bà chủ công ty đang quản lý, tôi phải cố gắng nỗ lực và tập trung năng lượng để cho mọi người tin tưởng vào ngày mai để có một ngày tốt đẹp. À, chứ không phải là tôi sợ hãi, tôi hoang mang. Bản thân tôi bà chủ mà tôi không biết lèo lái con thuyền thì làm sao mà tôi lo được cho mọi người. Cho nên có những giây phút chúng ta phải quên đi những cái khổ đau để chúng ta sống, để cống hiến. Chứ đừng có nghĩ rằng là cái hoàn cảnh nó tuyệt vọng hay không là do mình nữa. Mình phải nỗ lực, mình phải tin tưởng. Nếu tao tâm thần, tao là bà chủ Đại Nam, là bà tổng giám đốc của công ty, tao điều hành 6 công ty và tao là người thành công. Mày nói như vậy á, chẳng khác nào mày giả vô mặt mày là một cái con ngu nhất trên đời này. Chẳng lẽ tao bị tâm thần mà tao ngồi tao điều hành cả cái công ty này? Ở tâm thần mà có cả tỷ đô như tao, công ty tao có bao nhiêu tỷ đô, mày tâm thần được không? Và đặc biệt một điều là mày đã làm gì cho cuộc đời này? Mày trả lời đi. Tại sao quay hình đưa lên con Trang Khàng đi quay hình nhà Ngô Đức Kế, nhà Nguyễn Thông? Ai cho phép mày ra đường để mày quay tư liệu mày đưa lên vậy Trang Khàng? Và đưa lên như vậy á, thì chỉ nói lên cái tính tiểu nhân, đê hèn, thối nát của tụi bay thôi. Vì chúng tôi là ông chủ, bà chủ, chúng tôi không vi phạm pháp luật. Bệnh mới đi. Các bạn này ngậm máu, phun người, chưa chắc người trúng. Nhưng mà miệng mình là ngậm máu rồi, đúng không? Miệng mình dơ là dính máu rồi. Nên là mình từng cũng không trách họ. Cái hiểu biết họ có tới đó thôi. Thì làm sao mà mình lại đi, để có những người á, trong cuộc sống á, họ thích á, đi xen vào chuyện người khác lắm. Chuyện gia đình người khác lắm. Trong khi gia đình mình chưa biết như thế nào, gia đình không biết có hạnh phúc không. Nói gia đình anh nào á, nói giùm tôi là tôi đang hạnh phúc đi. Cái gia đình tôi là số 1 này, hạnh phúc nè. Là tôi có thể làm thầy để truyền đạt cái hạnh phúc lại cho người khác, giống như là các nhà sư đi truyền đạo á, để giúp cho Phật tử để tu hành, để sửa. Giúp giùm tôi đi. Xin thưa các bạn nào á, nói giùm tôi đi. Nếu đúng tôi báo thầy chứ, báo sư chứ. Khó lắm các bạn. Mỗi gia đình là mỗi cảnh. Mình đừng bao giờ đi lấn vô cái gia đình của người khác. Tôi nói các bạn nè, tâm thức của mình, tâm thức của mình nó là cái bình để đựng, đựng độc dược hay đựng mật ong, đó là do mình, là do mình. Tại mình nghĩ, tâm mình nghĩ nó là độc dược thì nó là độc dược, tâm mình nghĩ nó là mật ong thì nó là mật ong. Trong đó thuốc độc, hay là trong đó các bạn nghĩ nó là mật ong, do mình hết. Tại sao mình cứ đổ người khác? Nói với một con người hiểu biết á, thì mình nói với một con người không hiểu biết á, mình tốn công, mình nói tốn canh lo, là giống như nước đổ lá môn, nước đổ đầu dịch á. Khổ lắm, đừng nói nữa. Đừng hơn thua với những cái người như vậy. Cũng chẳng có lừa gạt ai. Thành ra tụi mày không có cơ, và đặc biệt tao là người giàu thật sự. Tụi mày muốn chiến đấu với tao, tụi mày phải có 1 tỷ đô hơn. Tụi mày phải có 1 tỷ đô hơn. Tụi mày phải có 1 tỷ đô hơn. Riêng cá nhân tao thôi, chưa nói tới công ty Đại Nam nha. Mày á, trên cái hậu á, người ta cứ ăn hiếp ba mẹ hậu, xong rồi chuyển qua ăn hiếp hậu luôn. Hậu là con nít có yên hoàng gì đâu. Quý vị nghe không, Hữu là con nít, Hữu có liên quan gì đó, ăn hiếp mẹ, ăn hiếp làm sao, ăn hiếp ba mẹ làm sao? Chửi. Nhưng mà Hữu thấy có đau lòng không? Con thấy đau lòng, xong bây giờ nó lây qua con rồi. Lây luôn.
Quý vị ơi, ông nói là ông bị lây qua luôn rồi quý vị ơi. Rồi bây giờ con muốn nói gì với mọi người là có ăn hiếp phụ không? À, đừng ăn hiếp phụ thầy. Hữu có thấy đau lòng khi mà ăn hiếp phụ không? Dạ có. Vậy thì Hữu có nói với mọi người là Hữu là con nít có không nên làm vậy không? Không nên. Không nên hả? Tại sao không nên? Và cái sức chịu đựng của con làm sao? Ít hơn mẹ quá càng nhiều. Hữu thấy mẹ làm sao? Mẹ chịu đựng làm sao? Quá giỏi. Con mà bị chửi vậy con khóc ở nhà. Con khóc ở trong phòng một mình rồi đó. Rồi con có khóc không? À, có. Con có thấy bị tổn thương không? À, hơi hơi. Đó, quý vị nghe không quý vị? Đến nỗi mà xúc phạm tới cả một đứa con nít có 9-10 tuổi thôi mà chửi thằng nhỏ. Đến nỗi mà ông Dũng ông phải bắt lóc hết các cái bình luận để mà không làm tổn thương hết con gái đến con trai. Quý vị thấy có đau lòng không? Con là con nít, con không có làm cái tội gì với ai hết, thì đừng có tấn công con. Bây giờ ăn hiếp ba, ăn hiếp mẹ thì đủ rồi, đừng ăn hiếp con với chị My nha. Con nít nó vô tội, nó như tờ giấy trắng. Nhất là hai đứa con nhỏ của tôi, bé My với Hữu á, thì là con nít. Mà tấn công tới cả những đứa con nít này bằng những cái lời nói mất dạy, phải nói là quá dã man, cho nên là khó mà chấp nhận được nha quý vị. Cho nên là chúng ta phải thấy rằng là cái xã hội bây giờ, những con người họ quá nhẫn tâm. Quá nhẫn tâm à. Còn ai nói là cứ trên mạng là thấy bà Hằng thì lướt qua ai biểu coi. Khùng dữ vậy. Không thích coi gì đi ra ai biểu coi. Không thích coi gì đi ra ai biểu coi. Không thích coi gì đi ra ai biểu coi. Than phiền.